Thì cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỹ Đất Hùng. Ngày hôm nay vô tình thì Hùng đọc được một cái bài báo đúng không ạ, ở trên cái tờ báo là hiểu luật.vn. Thì Hùng muốn chia sẻ cái nội dung này dành cho tất cả những anh chị cô chú, chúng ta cùng cùng nhau đọc, cùng nhau khám phá ha, rồi có thể là chia sẻ với nhau thêm những cái thông tin để giúp cho mọi người chúng ta cùng nhau có thể là hiểu rõ dễ dàng hơn. Đây, nội dung cái câu hỏi nó như sau. Làm thế nào để xác định được đất lên thổ cư được hay không? À, anh chị ha. Đúng không? Thì dạo gần đây thì rộ lên rất là nhiều cái phong trào chúng ta là đầu tư những loại đất phi nông nghiệp mà hay là đất là trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, rồi mua về chúng ta chuyển thành những loại đất nhỏ hơn và chúng ta chuyển mục đích lên để chúng ta có thể là bán kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được những cái vấn đề này. Nga. Hùng nhận được một câu hỏi như sau, là tôi đang có dự định mua 5.000 mét đất sản xuất tại Đắk Lắk, mục đích là sau vài năm sẽ chuyển đổi mục đích lên thổ cư để bán kiếm lời. Xin hỏi làm thế nào để xác định lô đất được lên thổ cư hay không? Đây là phần trả lời của bên hiểu luật như sau. Hiện nay căn cứ vào mục đích sử dụng đất tại phân thành ba nhóm. Thứ nhất là đất phi nông nghiệp, thứ hai là đất nông nghiệp, thứ ba và nhóm đất chưa sử dụng. Đất phi nông nghiệp là những loại đất ví dụ như là đất ở, đất thương mại dịch vụ, vân vân. Còn đất nông nghiệp có thể hiểu như là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, không mà đất nuôi trồng thủy sản, vân vân. Và nhóm đất chưa sử dụng, nhóm đất chưa sử dụng là những cái loại đất mà hiện tại chưa dùng vào bất cứ một cái mục đích gì á, hiện tại nhà nước vẫn đang để đó mà để chờ về tương lai 5 năm, 10 năm sau, hoặc là thậm chí là 50 năm sau khi mà có kế hoạch sử dụng thì nhà nước sẽ chuyển đổi kế hoạch loại đất đó. Đất thổ cư là tên thường gọi của loại đất ở nằm trong nhóm đất là phi nông nghiệp. Anh chị, trong các loại đất thì đất thổ cư là đó loại đất có giá trị là cao nhất. Vì thế nhiều người có dự định mua các loại đất nông nghiệp sau đó xuyên chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư để bán kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên không phải ai cũng biết loại đất nào có thể dễ dàng chuyển đổi mục đích như vậy. Vì thế có nhiều người thắc mắc đó là bằng cách nào xác định xem thử cái loại đất đó có lên được đất thổ cư hay là không. Rồi, sau đây là Hùng xin trả lời như sau. Trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép? Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm đất chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đúng không ạ? Đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản, nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức là ao, hồ và đầm. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc là thuê đất. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ. Chuyển đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở phi nông nghiệp. Như vậy để chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang nhóm đất ở bắt buộc phải xin giấy phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Làm thế nào chúng ta có thể là xác định được đất có lên thổ cư được hay không? Thứ nhất, hiện hành trong các văn bản pháp luật không tồn tại các kiểm tra được chính xác là đất có lên được thổ cư hay là không. Tuy nhiên, chúng ta căn cứ vào Điều 52 của Luật Đất đai năm, đúng không ạ? Có hai căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục sử dụng đích đất, gồm thứ nhất đó là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép khu vực có thửa đất được chuyển mục đích sử dụng do nhu cầu sử dụng đất trong đơn vị trong đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất là chính đáng hợp pháp đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ xác minh thực địa thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Như vậy có một thông tin cần nắm biết để biết mảnh đất của mình có cơ hội lên thổ cư hay không là kế hoạch sử dụng đất, đúng không ạ? Có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện hay không. Nếu trong kế hoạch này có cho phép khu vực này có thửa đất của mình được chuyển đổi mục đích sử dụng thì cơ hội chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tăng lên rất nhiều. Để kiểm tra thông tin này chúng ta cần thông qua những cách sau.
Thứ nhất, đầu tiên là kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó. Thứ hai là kiểm tra tại trụ sở cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Luật sửa đổi bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 quy định toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất đai khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt phải được công bố công khai theo căn cứ toàn bộ nội dung quy hoạch của đất mà được nhà nước thông qua sẽ được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cách cuối cùng là kiểm tra kế hoạch sử dụng đất gửi yêu cầu đến văn phòng đăng ký đất đai theo thông tư 34 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Người dân có quyền khai thác hệ thống thông tin đất đai do nhà nước cung cấp thông qua phiếu yêu cầu. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể điều tra được cái mảnh đất của mình có thể là nằm trong cái gì có là quy hoạch thổ cư được hay không và có lên thổ cư được hay không. Thì nói tóm lại đúng không ạ? Nói tóm lại thì trước khi anh chị đi đầu tư vào những cái đất nông nghiệp này thì anh chị có thể là kiểm tra giúp cho Hùng. Thứ nhất là đất của mình có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cái khu vực đó hay không, có quy hoạch là đất thổ cư hay không đúng không ạ? Và cái thứ hai á thì có những cái vị trí đất hiện tại đúng không ạ? Thì nó không nằm trong cái vùng mà được lên thổ cư, nhưng nếu như mà anh chị chúng ta có thể là chúng ta xác định chúng ta đầu tư một thời gian dài, ví dụ như là 3 năm và 5 năm, nó dựa vào cái kinh nghiệm đúng không ạ? Ví dụ như hiện tại cái vị trí đất mà cái lô đất anh chị đầu tư á nó nằm cách xa khu dân cư tầm chỉ khoảng cỡ từ 2 tới 3 km thôi, thì đúng không ạ? Theo mức độ đô thị hóa như là nông thôn hóa thì 3 năm 5 năm sau thì cái đô thị hóa nó lan lan dần 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 tới đó, thì cái vị trí đất đó của anh chị thì cũng khả năng lên được thổ cư cũng rất là cao đúng không ạ? Thì khi đó thì cái giá trị bất động sản của anh chị tăng lên rất là nhiều đúng không ạ? Đó là cái thông tin chia sẻ của Hùng. Nếu như quý anh chị cần trao đổi như thế nào hoặc là có thông tin nào chưa rõ thì anh chị có thể là để lại comment phía bên dưới thì Hùng sẽ chia sẻ thêm cho anh chị. Ngoài ra nếu như anh chị có cần thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm thông tin gì về đầu tư, về bất động sản cũng như là những kiến thức về bất động sản, có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349 thì Hùng sẵn sàng chia sẻ cho anh chị thêm những cái thông tin. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều và đừng quên ấn follow kênh của Hùng nha. Thì anh chị là những người nhanh nhất, sớm nhất nhận được những cái thông tin chia sẻ từ Hùng. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn lại anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.